Chào các bạn, báo cáo với các bạn là hôm qua và tối hôm qua vào tầm 10 giờ 30 tối thì ở CGV đã tổ chức họp báo và công chiếu cái phòng chiếu với cái công nghệ CleanSheet của mình. Thì Gen cũng đã cố gắng, mặc dù bận rất là nhiều việc nhưng mà cũng cố gắng đến rạp để mà xem cái phòng chiếu này rồi về review cho các bạn. Thì trước khi nói về cái phòng chiếu này, Gen xin nhấn mạnh với các bạn những cái điều sau đây. Cái phim Cướp Biển Dùm Caribe hiện đang chiếu tại cái phòng chiếu CleanSheet này là cái phim không phải quay hỗ được quay dưới cái định dạng CleanSheet này, tức là cái phim này nó không có hỗ trợ cái phòng chiếu CleanSheet ấy, mà CGV đang chỉ là đang cover qua hoặc là expect ra qua một cái định dạng này để mà gọi là công chiếu khai trương cái rạp này cho các bạn xem thôi. Cho nên cái nhận xét này chỉ là cái nhận xét coi trên cái phim không được quay và hỗ trợ với cái định dạng CleanSheet. Các bạn nhớ kỹ giùm Gen nha. Ha. Giống như phim không phải được quay 3D mà cover qua dạng 3D vậy đó. Nó đại loại nó giống vậy. Ok. Rồi, bây giờ vào vấn đề. Thì cái công nghệ CleanSheet này là cái gì? Nó là một cái nó có 3 cái màn hình, bự phía trước như bình thường và 2 màn hình bên hông. Đó, và cái hiệu ứng của nó đưa lại là cái gì? Do là coi cái bộ phim Cướp Biển Dùm Caribe cho nên không có biết là những cái bộ phim khác nó có nhiều hướng hay không, những cái bộ phim được quay với định dạng này á, thì thật sự là quá thất vọng. Các bạn biết không, Gen đã coi cái phim Cướp Biển Dùm Caribe này rồi, coi rồi ở định dạng 2D và ở cái định dạng CleanSheet này nó không khác gì nhiều hết đó. Thậm chí là nó không khác gì luôn á. Nó chỉ khác ở cái chỗ là những cái hiệu ứng camera zoom tới, zoom lui, dolly tới á, đi lui, thì hai cái màn hình này nó sẽ thể hiện được cái chuyện đó. Đó, các bạn có cái cảm giác như bị bao quay đó. Và nếu như các bạn coi cái màn hình phía trước mặt các bạn là Full HD thì bên hông chỉ là SD thôi. Thật sự cái chất lượng nó quá chênh lệch. Và Gen coi cái bộ phim này tầm nửa tiếng là Gen đi về. Tại vì sao? Tại vì nó không khác gì hết trơn trọi đó. Không khác gì với cái phiên bản 2D đó. Và thật sự là khuyên các bạn là nếu các bạn mong muốn một cái gì đó experience, một trải nghiệm mới, thì cái phòng chiếu này không mang lại cái trải nghiệm thực sự mới đó. Mình để các bạn phải thốt lên wow. Đó. Thì đây là cái xuất chiếu 2D của cái phòng chiếu CleanSheet này. Gen không biết là cái Gen nghĩ là cái công nghệ này nó sẽ ok và nó sẽ thật sự là một cái trải nghiệm mới cho người dùng, nhưng mà đó là những cái nhận xét nãy giờ của Gen thì các bạn biết rồi đó. Nó không có gì nhiều hết. Tuy nhiên, Gen cũng sẽ cố theo dõi coi cái lịch chiếu của cái phòng chiếu CleanSheet này khi mà nó có những cái bộ phim thật sự được hỗ trợ và ở cái chất lượng 2D và 3D nó sẽ như thế nào thì Gen sẽ review cho các bạn cụ thể hơn. Nhưng mà trước mắt là cái phòng chiếu CleanSheet này nó đơn giản vậy đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái clip này. Đừng quên bấm vào nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Gen nha. Bye bye.